sau năm năm chuyên môn khao cứu các thứ thịt đàn ông cây bóng đã biết đặt cái sắc đẹp của mình vào những công cuộc khai mò quả tim nó chẳng phải là cái bắp thịt đỏ hòn thoi thóp cảm động nữa quả tim nó đã biến thành một gian bùm nhỏ bọc sắt có ống thu lôi trong đó chưa chất biết bao nhiêu hy vọng của nhùng anh chàng dại dột nhìn đời qua cơ số nhà trường tay cắp sách miệng lầm nhấm nhắc lại câu đàn bà là giống yếu một hôm trong dạp hát giữa chốn tối tăm nó đã mỉm cười, đem quả tim quý hoa đó, nùng nịu đặt vào lòng một quan phu hóa vợ, mà một bước lên trước bà lớn nghênh ngang. Hình như trời đã đặt một cái khuôn riêng để đúc nặn các người làm bà lớn. Nên chăng mấy chốc, bà phủ đã được đúng kiểu mẫu, chỉ riêng bộ mặt cũng đã long trọng. Người ta tương chiếc bánh giày đám cưới, ở giữa đặt một quả chuối ngự, và ngay đầu quả chuối, nằm dài hai muối cà chua rồi khi hai muối cà chua tách ra để theo nhịp với cặp mắt híp, đưa quan ông vào chốn nát bàn, thì ai cũng phải thấy một cái hố sâu thăm thẳm sâu như bụng dạ một người đàn bà. Xong, quan ông lại có cái hình thể kháng hẳn, vì ở người ngài cái gì cũng cong, từ cái sống mũi đến cái lương tâm, từ cái lưng đến cách sự kiện. Tuổi đã già mà ái tình còn trẻ, ngài mua được người ngọc ở chốn thành thị về để hầu hạ sớm khuya, thì thỏa chí lắm ngài quy từ nay không chê bai những món lê nhỏ quá, để làm sao có đủ tiền cho người yêu tiêu xài vung phí. Thường, những buổi chiều tà, khi bức màn đen lóng lánh kim cương rủ xuồng để che kín vũ trụ, trong vườn hoa, trước tư thất quan ông quan bà nhỏ to trò chuyện như một cặp nhân tình. Thế nào, mai là giam rồi, bà đã sửa soạn ra đền chưa? Đã đem đầu vào làm tôi con thánh thì tôi quên làm sao được. a à, ông này, tháng hai chính, tôi tống cố nó đi rồi. Ai lại cung văn mà tuét mắt, bẩn như ma, lắm khi nửa giá trầu, chán quá, tôi phải thăng ngay lập tức. Đuối nó đi, đến mai, lấy ai hát cho bà. Đã hơn nửa tháng nay, vợ lý trưởng sở tại đã cho gọi nhà phó bái thay rồi. Thế mới gọi là cung văn chứ, đàn ngọt, hát hay, lại nhanh nhầu, sáng sù. Thằng này khỏe mạnh, vạm vở, ăn nói có duyên, chứ chẳng hom hem như thằng chết dẫm trước đâu dễ thường tôi hom hem thế này, cũng là tuồng chết dẫm nhỉ. Chết nỗi, ví mình với thằng cung văn, sao ông dại dột thế, thật từ ngày hầu hạ ông, tôi như người đi xa về được đến nhà. Chẳng cần phải lầu son, gác tía, tôi mới được mãn nguyện. Đời tôi chỉ mong có hai điều, một quả tim và một túp lều tranh. Còn thiêu một cuộn giấy bạc nữa là ba mới đủ, Quản ông vừa nói tiếp, vừa lả lơi cười, rồi ôm trầm lấy quan bà một con nhái bén bám vào một quả dưa chuột. Bà đừng giận nhé, thế bà có yêu tôi không? Gớm nữa, lẩn thần lắm, đàn ông chỉ hay bịa ra những câu hỏi để đàn bà chúng tôi phải bịa ra những câu trả lời. Có, rồi sao nữa? Quan ông đứng dậy, cầm tay quan bà, dắt vào nhà, đóng cửa lại, qua bậc cửa buồng, gài then kỹ lưỡng. Rồi, dưới bộ ria mép như một cái mũ nổi úp chụp lấy cái miệng trung chính, quan để nở ra một nụ cười móng. Rồi thì, bà còn đợi gì nữa? Quan bà óng nghẹo, đưa cặp mắt lườm yêu chồng thỏ thẻ. Nhưng mà thế thì rét lắm. Năm phút sau, dưới ánh đền treo trong phòng, hiện nguyên hình bộ phận một người như hồi sơ sinh của các bà mụ nặn. Cứ thế, những cảnh nồng nàn yêu dấu của hai linh hồn sắp muội mỗi buổi chiều lại diễn ra, đến nỗi mấy con thạch sùng cũng phải đánh ghen mà tặc lưỡi. Cứ thế, ngày giờ trôi qua đi, quan phủ say tít, không còn nghĩ lại quãng đời dĩ vãng với bùn của vợ nữa. Thời gian cùng một tay vẽ những vết nhăn trên trán người đời, lại đem khăn lau xóa hết những sự xấu xa ô uế trên mặt họ, để cho ai, tới lúc chết, cũng được anh em đọc điếu văn kể công trạng và đức tính lúc còn sống. Đến một hôm rông tố, mưa đổ, gió gào, trời lạnh buốt, quan lớn đi bắt sóc đĩa, mãi khuya bị bõm mới về tới dinh. Bước chân vào hiên nhà tư, quan sung sướng nghĩ tới cái giường đệm bông cái lồng ấp thịt thì lại quên hết nỗi khó nhọc sông pha mưa vẫn đổ gió vẫn gào cơn rồng mỗi lúc một dữ bỗng một luồng gió đánh bật cánh cửa tung ra ngoài một cái bóng đen xô cái bóng nhanh tít ra phía vườn bắn nó lần vào quãng tối tăm mờ mịt hồn vía chưa đến nỗi lên mây nên quan lên còn có can đảm chạy ngay vào trong nhà buồng bà lớn còn hé mở có ánh sáng chiếu ra quan vội vã đẩy cửa vào thì trao ôi cơn gió bên ngoài không ngờ mạnh đến thế nó chui khe cửa làm tung cả chăn đệm trên giường làm sổ cả tóc bà lớn làm tóc cả áo quần bà lớn để lại trên tấm thân ngà ngực có một chiếc áo sơ mi bên ngoài mưa vẫn đổ gió vần gào dầu người đần độn đến đâu cũng đoán được tấn kịch vừa xảy ra trong buồng ấm cúng này nữa là quan lớn đèn trời soi xét quan chẳng còn nghĩ nỗi quần áo ướt khuỳnh hai tay vào háng trừng mắt nhìn vợ khác hẳn những kẻ có tội bà điềm nhiên lên giường quấn chăn nằm ngủ quan không sao ghim được cơn thịnh nộ áp lại gần chỉ ngón tay gian reo rít lên à, a ra con này giỏi thực mày không coi ông ra gì vắng mặt ông một tí mày đã rước chai vào bà đưa mắt nhìn ông một cách ngạo ngược ngắt lời tiếc thay ông biết chậm quá rồi ông ạ à, bây giờ ông mới bắt được thì ông ngu quá đã hơn nửa tháng rồi kia mà mày trêu gan ông ông thì cho mày vào tù, bà ngồi nhổm dây, nhìn chính giữa mặt ông, cười rũ rượi, úi cha, dễ nhỉ? Xin quan lớn đừng lôi đình, khỉ lắm, ông thì bắt cả nhà mày cho mà xem, nuôi ăn cho béo để dở quẻ, ông nuôi tôi béo, thế tôi có trả công ông không? Bên mua, bên bán, ông có quyền gì mà hạch? Ông nên biết, cái quyền tự do của tôi, ông đã cướp mất, quyền tự do của mày, to nhỉ? Ông có nhột mày không cho mày ra ngoài đâu mà mày báo mất tự do. Phải, ông chẳng đóng cửa cấm tôi đi lại, xong cái thân tôi. Ông đã nhét nó vào trong bốn bức tường chát bằng giấy bạc trộn với cơm, ông có biết không? Ai bảo mày đâm đầu vào? Thế ra ông không cảm ơn tôi đã cho ông biết những khoái lạc mãn kiếp, ông cũng không biết à. Tôi đã mở đường mở lối cho ông đi, ông không biết còn toan dở mặt. Đồ vô ơn, con bé này thực không coi ai ra gì nữa, tôi đã bảo ông rằng tôi cho ông lợi dụng tôi để chóng được thăng. Ông không hiểu, thế thì tôi cũng phải lợi dụng ông. Ở đời này, ai không thừa cơ lợi dụng là khờ. Gớm thật, mày dạy ông luân lý thế phải không? Tôi còn dạy ông hơn nữa. Ông đừng có lôi thôi vào tôi. Này, ngay bây giờ, tôi chạy ra chạy cơ, chạy lệ, ngoài phố, gõ cứ nhà từng đứa mà bảo, dậy mà xem. Bà phù ngủ với trai ngay bên cạnh mũi quan phù. Ông cấm mày nói, cấm thế nào được? tôi chỉ bán cho ông cái phiến thịt của tôi, chứ có bán đâu cái tự do. Câu nói bướng bỉnh làm tắc cơn thịnh hiệu của quan ông. Cái búi tóc bí mật sau gáy, giá biết cử động, chắc cũng phải sổ ra mà ngỏng lên trời, làm thành một cái dấu ngạc nhiên. Bà lớn được thể nói tiếp, cái sung sướng của tôi chi là cái vỏ, cũng như chiếc áo lụa màu này, ai biết đâu gói chặt một tấm thân nát bét. Chữ, tử tế, của ông nêu lên cho mọi người, giá viết nó là, bắt bí mà đọc là bóp nặn thì đúng hơn. Tôi có nói, rồi tôi đi khắp chỗ quen thuộc, bạn bè với ông, báo với họ rằng, mười mấy lần, bà phủ ngủ với trai, ngay trong buồng quan phủ. Câu sau cùng, bà thong thả dàn từng tiếng nghe chừng đã có công hiệu. Ông thì như bị từng ấy nhát búa nện vào chỗ yếu, vội vã sấn lại, lấy tay bịt miệng bà, có khẽ chứ không? Việc gì phải nói khẽ, người ta chỉ nói khẽ những điều nói dối, những câu ân ái thôi. Chứ những lời nói thực, vũ phàng, thì việc gì phải nói khẽ. Những bọn người nhà nó biết thì sao, thì nó sẽ bảo ông là thằng mù, thằng ngốc. Nỡ nào bà để chúng nó chửi tôi, tại ai, ai giờ mặt trước, quan ông đấu dịu, trong lúc nóng nảy, nghĩ càn, bà chấp làm gì. Ông đã biết lỗi rồi chứ, vâng, thì biết lỗi, chưa xong, ông phải chuộc lỗi mới được, lấp mồm tôi ông phải kiếm cái nút, bằng gì nào, bằng giấy, đỉnh, nhé, không thèm bằng kim cương nhé, tôi thừa rồi, bằng ngọc thạch nhé, tôi chẳng thiếu, thế biết bằng gì bây giờ? ơ, à? Ông không đoán ra à? Ông không nhớ chủ nhật trước, đi chơi Hà Nội, tôi trò cho ông cái ô tô, vô, mà chê, vợ chồng lão phủ soàng lắm, đấy à? Ấy, nút mồm đấy, chết chửa, bà điên rồi sao, mong những cái ấy đào đâu ra, đào trong ruột những thằng dân của ông, chứ còn ở đâu nữa? ông quên rằng ô tô của bọn các ông chẳng phải chạy bằng s xăng, mà chạy bằng mồ hôi nước mắt của dân đen à, ông ngu lắm, hèn lắm. Chả hèn lại thua, nói xong, ông toàn ôm lấy bà, nhưng lại bị hất ra, gớm chết. Ướt như chuột thế này, ông có ừ không đã, thì ừ chứ sao, được rồi, nhưng hôm nay tôi hãy phạt ông đã, ông để tôi một mình đêm nay, thẳng danh ban nãy là mình mệt lử ra, chứ như ông ấy, nói xong bà cầm tay quan ông dắt ra ngoài, đóng sập cửa lại. Bà còn văng vẳng nghe quan ông hỏi câu sau cùng, gượm đã. Bà nãy bà bảo mười mấy lần, mười bảy lần, bà trả lời liều vậy, chứ bà còn đương tưởng tượng đến cái xe hòm nó nhe bộ răng kiền sáng ngoáng ở đằng mũi, để cười, cười ông sẽ đưa bà đến chỗ phú quý vinh hoa hơn. Tháng 2 năm 1934, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa